Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh. Thì hôm nay bên xưởng mình lại giới thiệu một mẫu xe Vespa cổ dọn xong xuôi cho một người anh trai đến từ Bắc Giang. Và mẫu xe này thì được xưởng mình đã dọn cho anh ấy cách đây là một tháng. Và hôm nay thì đầu tuần, ngày thứ ba, thứ tư của đầu tuần, xưởng mình lại đã dọn xong và review cái mẫu xe này lên cho anh em theo dõi và tham khảo. Xe thì được bên xưởng mình dọn lại full mới. Tất cả phần sơn xi mạ thì mình đều là làm sơn xi mạ Sài Gòn anh em nhé. Xi mạ Sài Gòn nên là cái nước mạ rất là ok cho anh em có thể là chơi đảm bảo luôn. Và một xưởng rất là uy tín trong Sài Gòn mạ cho bên mình. Phần sơn xi thì mình sơn bằng công nghệ sơn ô tô với màu sắc cực là nét và có thể soi gương được. Còn cái phần xi thì bên nhà mình đã xi lại cái chất mạ rất là ok cho anh em nhé. Anh em có nhu cầu về các cái dòng xe xã hội chủ nghĩa hoặc các dòng xe Vespa dọn lại thì xin liên hệ với xưởng làm xe Tuấn Anh qua số điện thoại là 0353 252 351 để theo dõi và biết thêm chi tiết. Thì ngoài những cái dòng xe min xưởng mình chuyên dọn thì mình cũng nhận thêm những cái dòng xe này để lên phục vụ cho anh em, kể cả Simson bên xưởng mình cũng dọn cho anh em nhé. Sau đây mình cũng đã lướt qua một vòng của tổng thành chiếc xe này cho anh em coi, anh em theo dõi và tham khảo. Đấy, đây là tất cả các phần sơn xi mạ bên xưởng mình. Mình quay video này là video trực tiếp thực tế lên cho anh em theo dõi nhé. Đấy, phần hai ống giảm sóc này, phần xi mạ này, phần đường chỉ được bên nhà mình làm mới và làm sạch sẽ hết rồi. Phần viền boy inox chạy quanh xe, bánh xe đều được mình sơn bằng sơn nhũ cho anh em nhé. Mọi chi tiết thì được bên xưởng mình đã được bên xưởng mình khắc phục và được hoàn thiện sao cho chiếc xe ưng ý nhất có thể. Vì chiếc xe này là một chiếc xe Vespa cổ, đồ rất là hiếm và rất kén thợ sửa. Thế nên là bên xưởng mình cũng làm sao để cho anh em lên ok nhất 100% để cho anh em có thể chạy. Mẫu xe này thì gần như là anh em chỉ trưng bày và đi cà phê và dựng thanh cảnh ở nhà cho nó đẹp. Đấy là những cái phần sơn xi mạ tổng thành mình đã quay qua cho anh em theo dõi. Đây là phần đồng hồ này. Chiếc này thì được một vị khách ở trên Bắc Giang gửi xuống xưởng mình, tin tưởng xưởng mình dọn. Anh ấy đã dọn một chiếc min rồi và chiếc này là một chiếc Vespa thứ hai. Và anh ấy cũng đã bàn giao cho xưởng mình dọn. Thì sau cái video quay tổng thành cái mẫu xe này thì mình cũng test thêm cái phần nổ máy cho anh em theo dõi. Chiếc xe này lúc mang đến xưởng mình rất là khó nổ, đi rất là khó và đã được bên xưởng mình khắc phục và đã làm lại. Bây giờ rất là dễ nổ rồi và đi thì nói chung là cũng được 80-90% ok rồi. Và anh em có thể sử dụng và chạy thoải mái tùy theo cái mức độ sử dụng của anh em và mức độ trưng bày của anh em. Thì mình cũng đấy, anh em thấy mình quay video mà soi gương được ở trong nước sơn chưa? Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ với xưởng mình nhé. Còn những chiếc xe min xưởng mình đang lên cho anh em, đây mình sẽ test qua cái phần nổ máy cho anh em theo dõi cái phần nổ máy ở bên xưởng mình và phần đèn đã được bên xưởng mình làm lại, thay chóa mới và đã xử lý lại dàn điện sao cho phần đèn đóm ok nhất có thể. Để cho anh em có thể là sử dụng sao cho nó trơn tru mà nó chuẩn chính xác. Khi mình nhận chiếc xe thì nó rất là xấu và bây giờ mình đã lên rất là ok. Đây là phần nổ máy cho anh em theo dõi.
Vâng, anh em thấy hay thì xin cho mình một like và chia sẻ video lại thì giúp cho mình. Nói chung là bên sửa mình làm sao những cái mẫu xe ok chất lượng nhất có thể cho anh em. Mình cũng xin kết thúc cái video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo. Chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mình cũng chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video bên sửa mình trong thời gian qua và cũng như chia sẻ những video của sửa mình. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo. Chúc anh em bên nhà vui vẻ. Anh còn gì là chốn lưu mê thì sau lưng tôi.